nhưng mà ông Tuệ ông vẫn đi bình thường, anh chị yên tâm. Tại vì nói chung là cái quyền công dân đó là ông còn, ông đi bộ bình thường, ông không phá làng phá xóm, ông không trộm cắp cái gì là ok la nha. Hello Minh Nguyễn, cho nên là nói chừng bị sập nhà chế. Hello, cho nên á là anh chị bạn, cái chuyện đó là cái chuyện nghiêm túc nha. Thí dụ như á, ăn sáng rồi đúng đó Ken, thí dụ như ông vẫn đi được bình thường nha. Đạo ù ù hay ở bên Mỹ đó, không, em mà đạo ù ù là bình thường nha, tụi em ở đây cũng vẫn đạo ù ù. Đạo dụ là mệt à, đúng rồi, ở đây không có đạo dụ nha anh chị bạn. Chỉ có mấy người mà đầu láng đó, đầu láng mà còn suy nghĩ anh chị bạn. Em có nghe một cái clip ai chia sẻ nha. Em thấy ông thầy đó, cái ông thầy nào mà miệng rộng rộng đó anh chị bạn. Ông nói là hồi đó ông còn chưa đi tu đó, ông đi massage rất là vui. Ông đi massage rất là vui. Và ông còn có mấy em ngồi kế bên đắp nước nóng đồ cho ông nữa, thấy không? Cho nên cuộc đời chúng ta không ai thoát khỏi thất tình lục dục anh chị bạn. Đó. Đạo lộn nhù à, trời đất ơi, quá trời quá đất, quá trời đạo vậy. Đạo ù ù rồi đạo lộn nhù nữa hả? Thôi chỉ đạo quần xà lỏn đi cho nó chắc anh chị bạn. Anh thích em ngày nào cũng vậy, đi nguyên năm luôn em. Hello, anh thích em ngày nào cũng vậy, đi nguyên năm luôn em. Hello, anh Vũ Linh Lê. Hello, chồng tương lai Quốc Dũng. Dạ, Nhuận Đức. À, Nhuận Đức à, trời đất ơi, ông nội đó, ông nói là hồi xưa ông còn chưa đi tu đó, ông là đi, tao nói gì, đi massage, mát ơi rồi anh chị bạn. Mà tao nói thấy ông đó, ông trần tục quá nha. Ai vậy? Thầy tu ở chỗ nào tôi không biết nha anh chị bạn. Thấy hơi thầy hơi trần tục nha. Thầy cười cũng vậy nữa nha. Cái nụ cười của thầy là nó hơi bị trần tục quá nha. Đó, nói chung là vậy đó. Thằng phụ hồ chứ gì. Hello Trí Trần Vinh. Cho nên nó từ đâu mà anh chị bạn bình, từ đâu mà nản thầy? Không phải là do ông Minh Tuệ anh chị bạn ơi. Anh chị ơi, hello Nguyễn Tính, không phải do ông Minh Tuệ đâu. Là từ mấy thầy tu giết mà tụi con thấy tụi con nản đó. Hỡi thế gian tình là gì đó anh chị bạn. Tụi con thấy mấy thầy giết má con ở nhà mà má con 60 mấy tuổi rồi. Má con nói sao biết không, tu gì mà cười hô hố vậy, tu gì mà nhảy tưng tưng vậy. Má tôi hỏi vậy đó anh chị bạn, nhiều khi tôi cũng trả lời được má tôi luôn. Má tôi coi trên mạng đó, rồi má tôi nói ủa mấy ông thầy này tu ở đâu vậy. Chị cần mấy độ thế, hello Tịnh, chị cũng cận nha, chị hơi bị lộn nhẹ thôi. Nó Trần Dung, có nghĩa là chị mở kính ra vẫn đọc được như thường, nhưng mà nếu mà comment liên tục đó sẽ sót á. Sân si coi tiền như kẻ thù nha bà con, không biết nữa. À, nói chung là thấy mấy thầy tu bây giờ hơi nản nha. Dạ, hello nghệ sĩ Vũ Thanh. Nói dùng từ đâu mà người ta chán không? Không phải tại ông Minh Tuệ đâu. Ông Minh Tuệ, ổng giống như một cái luồng sáng lé lên thôi. Rồi nay mai mấy anh chị cũng đâu vào đó thôi, đừng có lo. Và mấy anh chị cũng sẽ quên người ta thôi. Mấy anh chị thấy người ta, mấy anh chị quay theo là mầm vậy đó. Có người ta ngưỡng mộ, người ta để trong tâm. Còn mấy chị mà đi theo quay hoài, mấy mốt á, chú Minh Tuệ, ổng đi, không còn ai theo dõi nữa. Mấy ông nội đó hết quay rồi anh chị bạn. Mấy anh chị bạn yên tâm, mấy ông nội làm kênh cũng vậy á. Ổng quay thời gian nữa à. Giờ ổng chán, ổng thấy ổng kiếm cơm không được là ổng đi rồi anh chị bạn. Tao lên ca. Trân Quang thì sao, nản quá. Hello bé bé. Không, mà thầy Trân Quang giảng là tôi không nghe nha. Tại vì nói chung tôi vẫn xài máy lạnh nè. Tôi vẫn nằm võng mà tôi không có cúng giường. Tôi không có cúng đất nên tôi vẫn là tôi thôi. Anh chị bạn không có đạo nào bằng đạo của má em anh chị bạn. Bà già mình đi tu mà gặp mình nói không được. Tu, hello Ân, hello Hồ Hồng. À, tu á, nó là hay anh chị bạn. Tu là tu tâm dưỡng tánh. Mình sửa lại những cái nết nào mà mình chưa hay, ok. Nhưng mà tu theo cổ kiểu mấy cô dì chú bác hiện thời tu là không đúng. Cô Nguyệt ngoại cảm chị ơi, cô Nguyệt ngoại cảm là cổ cảm gì vậy anh chị bạn? Dạ, nói chung là anh chị bạn là chỉ cần mình giữ cái tâm mình trong sạch thôi, mình không đi lại thầy nào mình vẫn ok nha anh chị bạn. Không phải là cúng dường là phước đâu nha, nãy em hát cho anh chị bạn nghe chứ không phải là cúng dường là phát đâu. Tu là sửa, cúng dường là tùy tâm. Người yêu của em sao em không thương, thấy sao em? Hello Châu Đỗ, trời thầy Minh Tuệ kính yêu. Đúng rồi, nói chung là mọi người đều được quyền kính yêu cái vị sư đó. Tại vì cái hình ảnh nó hơi bị đẹp đó. Hồi xưa giờ anh chị cũng vẫn thấy. Giờ ở nhà tu giới cũng được. Không, nói chung anh chị ở nhà bình thường đi. Anh chị bạn là chúng sanh mà anh chị bạn tu không nổi đâu. Khỏi tu. Dạ, chào chú cô Nguyễn Cang nè. Khỏi tu anh chị bạn. Ấy anh chị chỉ cần tập giống như là mình bớt sân si là mình đỡ gây lộn. Nhiều khi mình gây lộn là cái mỏ mình nó có màu hoặc là con mắt mình sẽ nâu đó. Tại vì chưa chắc gì mình quýnh lại người ta. Thế đâu Tuấn Kim, tại sao tu là phải sửa mình bớt sân chỉ với anh chị bạn? Bớt sân là mình đi bớt chửi lộn với người ta. Chứ hay như mình chửi lộn nhỏ đó đi mà nhỏ nó dữ hơn mình, lạng đác nữa mỏ mình sẽ đỏ và mắt mình sẽ nâu anh chị bạn. Cho nên mình bớt sân trước tiên là mình bớt có chuyện anh chị bạn. Chứ hay như mình đèn xanh đèn đỏ nè, mình đậu đèn xanh đèn đỏ với nó, hai đứa mình đậu chung với nhau, cái mình xây qua xây lại cái nó, mày muốn gì? Mày muốn gì? Cái xây qua nó dứt bệnh cái anh chị bạn. Nếu mình đừng hỏi nó mày muốn gì đi là đỡ rồi anh chị bạn. Cái đậu nè, mày muốn gì? Mày muốn gì? Chết chứ tao à. Chưa chết anh chị bạn mà giọng vô mỏ rồi. Cho nên bớt sân si lại là vậy đó. Còn ví dụ như bây giờ mình muốn thanh tâm thanh tịnh. Bữa nay mình có hẹn với nhỏ đó mình chửi lộn nè anh chị bạn. Nhưng mà mình ăn chay bữa nay đi, bữa nay rầm. Mình ăn cục tàu hủ vô mình nói sao không? Bữa nay nhịn mày nha, bữa nay nhịn nha. Bữa nay rầm nha, nhịn mày đó. Qua thứ hai biết với tao nha. Nhớ anh chị bạn. Vậy là bữa đó đỡ quýnh lộn rồi anh chị bạn. Coi như là bữa đó lành lặn được bữa đi, ngày sau tính tiếp. Ngày sau nhiều khi ngủ dậy không muốn quýnh lộn nữa là coi như là trôi qua. Cho nên chị bạn thấy hả, như bây giờ mình mình nhìn thấy ông hàng xóm ông đẹp trai quá, mình nói vậy nè, à, ngon ngon ngon, thì lúc đó mình suy nghĩ lại anh chị bạn, mình chung uống nước liền hay mình đi gọi đầu liền A Di Đà Phật.
không được mê sắc dục, không được mê chồng hàng xóm. Mê chồng hàng xóm là tội ác. Vậy thì anh chị bạn đi tắm đi, gội đầu đi, giờ bắt đầu vô tập trung nhìn chồng mình, là lúc đó mình ok ra rồi anh chị bạn, là mình thoát khỏi cái kiếp sắc dục đó rồi. Đó, như vậy đó. Thực chất tu theo Phật, Phật tổ đó, là tu là sửa mình hàng ngày, mình bớt cái lộn cái đạo lại, chứ không phải mình kéo nhau vô chùa cắm đầu cắm cổ lại tán lạc là tu. Thì cũng như vậy, những cái luồng người mà đi chung với thầy Minh Tuệ hay là chú Minh Tuệ gì đó, dạ hello Nguyễn Văn Tú, thì mình không cấm được họ anh chị bạn, tại vì họ là mỗi người mỗi tư duy và mỗi suy nghĩ, họ không muốn đi về ai mà ép họ, hello Lan Anh Nguyễn. Nhưng mà nay mai mà họ tụ tập mà họ quấy rối đó, họ có quýnh nhau, thì cơ quan chức năng sẽ kêu họ đi về nhà. Dạ, trong tương lai. Còn cái chuyện mà chừng nào chú đi tệ, chú đi tệ tắm xong tụi nó cũng quay, đó là tụi nó muốn quay, hello qua cỏ mai, chứ không phải ổng kêu quay, hello Hurricane.